Này, tao nghe anh Phú bảo là mày được nhận vào làm trong cái tập đoàn gì to lắm ở thành phố à? Thế không ở đấy làm, về quê làm gì? Tao được nhận vào làm thư ký cho chủ tịch tập đoàn ABA. Thư ký chủ tịch á? Mày chết thế? Sao mặt mày như mất sổ gạo thế kìa? Mày có ở trong hoàn cảnh của tao đâu mà mày hiểu được chứ? Ông Phú về đây, ông còn bảo là phải nhờ vả mày. Hoàn cảnh cái gì nữa? Thì chủ tịch của tao ấy, từ lúc tao lên đấy làm, cứ suốt ngày bám theo tao để cầu hôn thôi. Từ chối lên từ chối xuống rồi mà ông không chịu. Thành ra tao phải xin nghỉ phép để về đây trốn ông ý đấy. À, thì ra là vậy. Nhưng mà mày trốn được ngày 1, sao trốn được ngày 2? Tao thấy đây cũng không phải là cách hay đâu. Tao cũng biết là thế, nên lần này về tao cũng có tính toán hết cả rồi, mày yên tâm. Thế chủ tịch của mày vừa già vừa xấu à? Sao mày phải trốn ghê thế? Không, ngược lại hoàn toàn, anh ta rất trẻ và đẹp trai. Trẻ, đẹp trai, lại còn combo thêm cái khoản là giàu, địa vị cao. Nhưng mà mày lại từ chối. Mày bị ấm đầu à? Nhưng tính tình anh ta cứng nhắc như khúc gỗ ấy, khô khan hay cáu bẳn. Làm sếp đã thấy mệt mỏi rồi, nếu mà làm chồng tao á, chắc tao chết. Thế con này, mày dại dột thật đấy. Làm người ai hoàn hảo được, phải có khuyết điểm chứ. Nếu mà mày có thích á, thì để tao giới thiệu cho mày biết. Chưa gặp mà cứ phán như đúng rồi ấy. Người ta không cần đâu. Tao ở quê ấy, lấy chồng quê cho nó lành. Lên phố bon chen lắm. Mày sao thế? Là anh ta gọi. Đấy, thôi mày nghe đi. Tao đã bảo rồi, trốn được ngày 1 thôi, sao trốn được ngày 2? Alo ạ. Chủ tịch nói cái gì cơ? Alo. Alo. Sao đây? Anh ta nói lát nữa anh ta sẽ về đây. Anh ta về tận đây để tìm mày á? Anh ta vừa mới nói đấy. Tao chưa kịp hỏi cụ thể gì đã tắt máy rồi. Một tấm chân tình cảm động trời xanh. Được đấy, tao nghĩ là mày không nên trốn nữa đâu. Mày bị điên à? Tao không thích anh ta. Thì bây giờ người ta vẫn thường nói đấy thôi. Quan trọng ấy là tìm được một người phù hợp để đồng hành cùng với mình. Chứ yêu đương tầm này thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Nói với mày á, như nói với cái đầu gối á. Thế bây giờ mày muốn tao phải làm thế nào? Hay là mày huy động cái đám thanh niên ở trong làng ấy ra cản đường ông ấy, đừng cho ông ấy vào. Làm thế nào bây giờ chứ? Em nghe đây ạ. Lần này nhất định em phải cầu hôn bằng được cô ấy. Dạ vâng, em biết rồi. Đùa, sao chị cứ hở ra là đòi thu hồi chức chủ tịch của em thế? Em biết rồi. Dạ vâng ạ, em chào chị. Rõ ràng Ngọc Anh bảo là sẽ đón mình ở ao làng cơ mà. Đây chẳng phải ao làng à? Cô ấy kia rồi. Kiểu tóc có khác một chút, nhưng bộ quần áo này thì không lẫn đi đâu được. Em, thời gian chúng ta quen nhau không phải ít. Anh nghĩ là mình đã đủ hiểu em. Nhưng mà anh cầu hôn em mãi, em vẫn không chịu chấp nhận. Anh biết, em nghĩ anh là người địa vị cao, ngoại hình ổn, tiền bạc dư thừa, đang có ý trêu đùa em đúng không? Nhưng mà em sai rồi. Anh toàn tâm toàn ý yêu em. Để chứng minh điều đó, lần này anh phải bỏ cả dự án lớn, thu xếp lùi hết công việc để theo em về tận đây. Em chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé. Cái gì này? Đang đi xem ao để mua cá thì bị cầu hôn thế nhở? Giọng thì chân thành đấy, nhưng mà nghe lọa hoắc, chẳng quen tí nào. Có khi nào là nhầm lẫn không? Ôi, đẹp dài thế.
Chẳng lẽ mình lại nhận lời cầu hôn luôn? Sao lại là cô? Anh cầu hôn em à? Cô bị dở à? Tôi biết cô là ai đâu mà cầu hôn. Thì đây còn gì nữa, anh vừa cầu hôn em xong. Tôi nhầm người. Cầu hôn mà cũng nhầm người được à? Anh đúng là có tâm thật đấy. Thì tôi biết đâu được cô lại có bộ quần áo giống Ngọc Anh. Ngọc Anh hẹn tôi ra khu vực này mà. À, hóa ra là anh muốn cầu hôn cái Ngọc Anh à? Cô cũng biết Ngọc Anh à? Ừ, nó là bạn thân của tôi mà. Đây này, bọn tôi còn có áo đôi nữa. À, mà đúng rồi, cô biết Ngọc Anh đang ở đâu không? Tôi biết đâu được ý. Chắc là nó... Này cô, cô đang nhìn cái gì vậy? Này, cô đi đâu đấy? Cô còn chưa trả lời tôi đâu. Bạn tôi nó không thích anh đâu. Anh đừng cầu hôn nó làm cái gì cả. Anh đi về đi. Vô lý. Tôi thân phận cao quý, tiền bạc dư thừa, ngoại hình cũng ổn, tại sao lại không thích tôi? Tình cảm thì nó khó nói lắm. Anh từng này tuổi rồi, em phải biết điều đấy chứ. Không đúng. Ngọc Anh không ghét tôi, ngược lại còn có vẻ thân thiết với tôi hơn những người khác. Tại sao lại không đồng ý cưới tôi chứ? Cái anh này buồn cười thế nhở. Bây giờ anh là sếp của nó thì đương nhiên nó phải thế rồi. Thế chẳng nhẽ bây giờ bọn tôi thân nhau thì bọn tôi phải cưới nhau à? Thôi, tôi thấy anh cũng đẹp trai, lại còn giàu có, anh đi tìm người khác đi. Chứ còn bạn thân của tôi nó không thích anh đâu. Nó đã phải trốn về quê để còn trốn anh. Chứ bây giờ anh lại còn đến tận đây để tìm nó. Sao anh ám ghê thế? Không được, tôi phải gặp cô ấy nói chuyện cho rõ ràng. Ui, anh không hiểu vấn đề à? Nó không muốn gặp anh. Nếu như bây giờ tôi không cưới được Ngọc Anh thì tình hình sẽ căng như dây đàn, có nguy cơ còn ảnh hưởng đến tập đoàn nữa. Cô giúp tôi với. Anh làm cái gì mà nghiêm trọng thế? Tôi nói thật đấy, cô giúp tôi đi. Nhưng mà... Chỉ cần cô giúp tôi gặp được cô ấy để nói chuyện cho rõ ràng thì cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý. Không phải là tôi không muốn giúp anh, mà là vấn đề cái Ngọc Anh nó không muốn gặp anh. Nãy nó vừa đến rồi nó trốn đi rồi đấy. Hả? Cô nói thật á? Ừ. Kia chẳng phải là Ngọc Anh à? Cô ấy về khi nào thế nhỉ? Ngọc Anh. Anh Nam, anh cũng mới về à? Anh về hôm qua. Mà em làm gì như kiểu đang lẩn trốn ai thế? À, đâu, em việc gì phải trốn ai chứ? Bên kia có quán trà đá của bà Tuyết, chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Đi. Mày làm sao đấy? Thế nào rồi? Ông ấy đã về Hà Nội chưa? Chưa, đang ở nhà tao kìa. Cái gì? Mày cho ông ta ở nhà mày á? Thì tao còn nói cách nào đâu. Anh ta cứ không chịu đi ý. Mày bạn bè kiểu gì thế? Ở đây anh ta chẳng quen biết ai cả. Không tìm thấy tao anh ta khắc tự về Hà Nội thôi. Bây giờ mày cho anh ta ở đấy, tao trốn kiểu gì? Thế mày định nghỉ việc luôn hay sao mà cứ trốn anh ấy mãi? Thì tao cũng đang định nghỉ luôn đây. Con hôm này mày nghỉ việc rồi mày làm đâu? Mày có biết anh Nam không? À, cái anh Nam tóc xoăn xoăn, con nhà bác Hoàng bán tạp hóa đấy á? Tao biết. Nhưng mà làm sao? Anh ấy cũng có công ty trên Hà Nội. Khi nãy tao với anh ấy gặp nhau nói chuyện thì anh ấy muốn mời tao sang đấy làm. Tuy là công ty không lớn nhưng dù sao cũng là người làng. Với cả ở bên cạnh anh Nam tao cũng thấy thoải mái hơn, cho nên tao sẽ cân nhắc. Này, mày nói cứ như kiểu là tình yêu sét đánh ấy nhở? Làm gì mà nhanh như thế? Mà thôi, bây giờ mày đi về, mày đối phó với ông Dương hộ tao nha. Tao mệt mày thế nhở? Cảm ơn. Nếu không liên lạc được với Ngọc Anh thì cô đưa tôi sang nhà cô ấy đi. Cô với Ngọc Anh là bạn thân đúng không? Chẳng lẽ lại không biết nhà nhau? Anh là chủ tịch ấy thì thiếu gì các cô gái theo đuổi đâu. Sao cứ nhất thiết là phải là Ngọc Anh? Cô không hiểu đâu. Nhưng cô gái khác ấy đến với tôi vì vật chất, còn Ngọc Anh thì không. Ra là vậy. Những người có tiền có khác, suy nghĩ nó cũng khác bọt hẳn. Chắc là anh yêu Ngọc Anh lắm đúng không? Ô hay, anh không yêu nó, thế sao cứ muốn lấy nó làm vợ? Vì chị của tôi,
bắt trong năm nay phải cưới vợ, nếu không ấy sẽ thu hồi chức chủ tịch của tôi. Và trong các cô gái tôi biết ấy, Ngọc Anh là tốt nhất rồi. Thì ra là vậy. Đúng rồi. Nếu như mà Ngọc Anh không đồng ý thì cô giúp tôi đi. Giúp gì? Thì tôi với cô cưới nhau. Anh Hâm à, chuyện trọng đại cả đời mà anh nói nhẹ như lông hồng. Cưới xin cái gì? Thì đằng nào cô chẳng phải lấy chồng, còn tôi chẳng phải lấy vợ. Nhân cơ hội này, một công đôi việc còn gì. Không được đâu. Anh chồng thì cũng được đấy. Thế nhưng mà tôi lấy chồng thì tôi phải tìm hiểu cho kỹ. Với lại tôi phải có thời gian để chuẩn bị nữa. Ai đời nói cưới là cưới luôn được. Được rồi, tôi vẫn ngồi ở đây. Cô có gì chưa hiểu về tôi, cô hỏi luôn đi. Tôi hứa sẽ trả lời thành thật và không giấu giếm cô bất cứ điều gì cả, được chưa? Ý tôi không phải như thế, mà là ít nhất thì hai bên nó phải có ấn tượng về nhau, rồi sau đó vun đắp tình cảm, sau đó dựng vợ cả chồng. Chứ có phải là mua mớ rau con cá đâu mà anh nói dễ dàng như thế được. Thế chán nhở. Trong các cô gái mà tôi biết ấy, thì ngoài Ngọc Anh, có lẽ cô là người tốt nhất rồi. Anh nói thật à? Xưa nay tôi không thích nói dối. Sao vậy? Cô đồng ý rồi à? Nếu như mà anh muốn lấy tôi chỉ vì cái chức chủ tịch và cái lý do anh vừa mới nói thì tôi không đồng ý đâu. Vậy cô muốn thế nào? Thì ít ra cũng phải có tình cảm chứ. Tôi thấy cô xinh đẹp, tốt bụng. Như vậy có được gọi là có tình cảm không? Tôi bó tay với anh đấy. Cô sao thế? Nói chuyện tình cảm với khúc gỗ như anh chán lắm. Anh tự nghĩ đi, tôi về trước đây. Này! Nghĩ mình đẹp trai, rồi muốn làm gì thì làm à? Tưởng mình là mớ rau ngoài chợ chắc. Ui, anh Nam, anh xuất hiện như ma thế, em giật cả mình đấy. Anh xuất hiện bình thường mà, tại em không để ý đấy chứ. Mà em vừa lẩm bẩm cái gì đấy? Không phải việc của anh. Em cứ nói thế, anh là anh thích em hơi bị lâu rồi đấy. Này, anh đừng có mà nói linh tinh nhá. Người khác nghe thấy lại hiểu nhầm ra. Làm gì có ai đâu, em yên tâm. Anh thôi đi. Anh đang tán tỉnh cái Ngọc Anh đấy, bây giờ lại quay sang nó thích tôi. Anh có biết là tôi với nó là bạn thân không? Anh biết chứ. Nhưng mà có liên quan gì đâu. Lát anh về Hà Nội với Ngọc Anh, còn em vẫn ở dưới này, mỗi người một nơi, lo gì? Suy nghĩ khốn nạn như vậy mà anh cũng nói ra được à? Thế em không xem thời sự à? Mấy ông tỷ phú Ấn Độ bây giờ ông nào cũng cả đống vợ. Anh đời cũng tỷ phú chứ có kém cạnh gì đâu. Lẽ nào lại không lo được cho hai người phụ nữ à? Thế thì anh đi sang Ấn Độ mà sống, sống ở đây làm cái gì? Cái chuyện này mà để cái Ngọc Anh biết được thì nó xé xác anh ra. Anh là giám đốc một công ty lớn, địa vị cao quý, tiền bạc dư thừa. Em nghĩ anh sợ Ngọc Anh à? Anh kìa, em đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa thương lượng xong mà. Anh biến đi, đừng để tôi bực mình là anh không xong với tôi đâu. Mấy cô gái kiểu hung dữ như em, anh lại càng thích. Anh quyết định rồi, anh sẽ không lấy Ngọc Anh nữa. Anh sẽ cưới em, được chứ? Trời ơi, ngày hôm nay là cái ngày gì không biết. Em nghĩ xong chưa? Yên sẽ không cưới cậu đâu. Cậu để cô ấy yên đi. Mày là thằng nào? Nhìn lạ hoắc thế. Này, anh đi theo tôi đi à? Anh cũng không biết. Tự nhiên đi theo em lúc nào không hay thôi. Thằng kia, tao đang hỏi mày đấy. Tôi là chồng sắp cưới của Yên. Này, khi nãy tôi đã nói rõ rồi cơ mà. Anh cũng quyết định rồi. Bằng mọi giá anh phải cưới em. Yên, em quá đáng vừa thôi. Có anh đứng đây mà em thì thầm to nhỏ với thằng đàn ông khác à? Anh không thích đứng thì anh ngồi xuống. Nói nhiều làm cái gì? Thằng kia, mày xem thường tao đúng không? Tôi xem thường gì cậu? Mày có biết là tao đang để ý Nhiên không? Tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là Nhiên muốn lấy ai thôi. Mày dám không quan tâm đến tao à? Mày chán sống rồi à? Em xem, người giống như anh ta và anh, em nên chọn ai thì bản thân em rõ nhất đúng không? Mày vừa thở ra câu gì đấy? Nói lại tao nghe xem nào. Cậu cứ bình tĩnh, nếu không người thiệt thòi sẽ là cậu đấy. Thằng công tử bột này, độ trải đời của mày vẫn còn non và xanh lắm. Mày biết tao là ai không? Thế anh có biết anh ấy là ai không? Một thằng công tử bột bóng bẩy non nớt. Còn ai nữa? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA ở trên Hà Nội đấy. Em nói cái gì cơ? Thằng này là chủ tịch tập đoàn ABA? Đúng rồi, sao? Quanh năm em chẳng chịu rời cái làng này.
nên tầm nhìn của em hạn hẹp lắm. Em có biết tập đoàn ABA lớn như thế nào không mà tùy tiện nói bừa như thế? Nhiên không nói bừa đâu. Tôi là Phạm Nhật Dương, chủ tịch tập đoàn ABA. Ngọc Anh đang làm thư ký cho tôi. Lần này tôi về đây là vì cô ấy. Nhưng vô tình gặp Nhiên. Nhiên, nó nói thật à? Chẳng phải anh đang muốn dìu cái Ngọc Anh về công ty anh làm mà. Sao anh không đi hỏi nó thử xem? Anh chỉ đùa thôi, em làm gì đánh anh đau thế? Như thế mà là đùa? Anh biết thừa tôi và Nhiên là bạn thân mà anh vẫn làm được như thế? Anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Anh thực sự chỉ đùa với Nhiên thôi, em tin anh đi. Nếu như không biết rõ thân phận của chủ tịch Dương thì anh còn nói là mình đang đùa nữa không vậy? Em nói vậy là có ý gì? Tôi nói như thế mà anh vẫn không hiểu à? Từ bây giờ anh tránh xa tôi ra, nếu không gặp anh ở đâu tôi đánh ở đấy đấy. Thế em không muốn vào công ty anh làm nữa à? Tôi đâu muốn suốt ngày phải tức hộc máu mà vào đấy làm. Mà tôi nói cho anh biết nhá, công ty mà có một người lãnh đạo ba lăng nhăng như anh á thì cũng chẳng ra cái hồn gì đâu. Có trả lương tôi cao hơn thì tôi cũng không sang đấy làm. Ơ, anh vẫn còn không đi đi? Hay định để tôi thả chó ra đuổi anh đi hả? Làm sao? Thứ đàn ông gì không biết, trước đây anh ta có thế đâu. Bây giờ ra ngoài được vài năm học toàn những cái vớ vẩn về, bực hết cả mình. Ô, chủ tịch ạ. Hai người nói chuyện đi nhá, em tạm lánh mặt một chút ạ. Chủ tịch, mời anh vào nhà uống nước ạ. Ừ, anh cũng có nhiều chuyện muốn nói rõ với em đây. Dạ vâng, mời anh ạ. Anh, anh nói chuyện xong rồi à? Thế anh nói gì với Ngọc Anh vậy? Anh đã nói với cô ấy rồi. Anh đã suy nghĩ kỹ, quyết định không cầu hôn cô ấy nữa, để cô ấy có thể thoải mái làm việc. Anh nói thật à? Trước giờ là do anh không đúng. Chỉ vì một chút ngộ nhận bản thân, dựa vào danh lợi đấy mà anh liên tục làm phiền, khiến cho cô ấy khó chịu. Anh là người có lỗi, anh phải khắc phục lỗi lầm của mình chứ. Ở địa vị như anh mà suy nghĩ được như vậy đúng là không dễ dàng đâu. Em nghĩ như vậy thật à? Ừ. Ơ, thế bây giờ cái chức chủ tịch của anh thì phải làm sao ạ? Không sao cả, vì anh còn em mà. Em đã nói với anh rồi còn gì, anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Anh thấy chuyến về quê lần này cứ như là định mệnh để anh được gặp em đấy. Nhất là chuyện cầu hôn nhầm, tưởng như là nhảm nhí kia nữa. Cho nên anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Cũng như em nói đấy, chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện đại sự, phải xuất phát từ hai phía, đặc biệt là phải có tình cảm với nhau. Cho nên anh sẽ không ép em cưới anh ngay đâu. Nếu như em cảm thấy có thể tiến xa hơn được với anh thì mình cùng cho nhau một cơ hội nhé. Cho em thời gian suy nghĩ thêm đã. Vậy thì hay quá. Anh sẽ nói chuyện này với chị gái của anh, chắc chắn chị ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi. Em sẽ đi gặp chị gái của anh với anh để nói chuyện. Anh thấy sao? Cảm ơn em. Chúng ta về thôi.